Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao Vào TV. Cô Thơi à? Tối qua anh em mình mới đi đánh chuột nhưng mà không được chuột mọi người ạ, nhưng mà được rất nhiều châu chấu. Anh em mình đi soi. Hôm qua đi soi chuột nhưng mà chuột thì chạy mất hình. Được rất là nhiều châu chấu nhá. Hôm qua làm vụt nhưng mà thế này là ít đấy. Đáng nhẽ ra được nhiều hơn nếu mà hôm qua anh em mình có vượt to đấy. Hôm qua em rủ anh đi bắt con chuột to hơn này anh chả bắt. Chấu này ăn mới ngon, ăn mà tao như nhau hết. Mình là mình không ăn được châu chấu, bị dị ứng mọi người ạ. Nhưng mà thôi, Mao Đệ nó hôm nay sẽ làm món ngon ngon cho Mao Đệ nó ăn. Còn mình nhìn cũng thèm đấy nhưng mà dị ứng. Rồi, chiên nó lên đã. Đấy. Ủa đâu? Đảo giòn nó lên. À hay cho mày nấu nhá, tao đi kiếm cái gì tao ăn được. Anh nấu đi, không phải lười. Nấu đi, đây. Đấy, mày ăn thì tao ăn cứt đâu. Nghĩ ra. Ừ, đấy. Tao đi kiếm mà. Mình không ăn được châu chấu thế nên là cho nó tự làm, tự ăn. Có làm thì mới có ăn em ạ. Cố lên nhá. Anh đi kiếm ăn đây. Anh ăn gì? Hả? Này, có cái gì ngon ngon này, chỉ rúi cho em món này. Cái này chẳng ngon, cái món này ngon đặc rồi. Sản đấy. Đây là... Nhớ đâu anh có cuồng đấy hay sao? Đế cái mế ấy. Dạo này có cái ẻ tiền nữa mà mình đế. Không có tiền ăn quăng đế thì ăn cá mập. Ui. Bơ. Mày cá thích những đổ vào. Bơ phải rán giòn lên nha mọi người. Ok à, đây thì nữa sẽ làm món châu chấu siêu cay. Siêu cay mới xả. Sao xả ớt. Món cực. Ui xa. Xong thế nơi mà Marika chẳng về ăn gì. Chắc sắp chín rồi đó. Chín rồi đấy. Chín chưa? Anh đi đâu ấy? Sắp kiếm được mấy quả. Chín rồi anh bắt xuống hộ em ăn. Hả? Chín rồi. Ui, mày làm từ lúc khéo cháy mẹ rồi ấy. Không phải chín đâu. Chưa cháy đâu. Tại mãi nó chả sôi dầu ấy. Ui. Anh cho xuống hộ em ăn. Mày ăn mày đi mà làm. Tao ăn xoài. Cho xuống hộ em. Hả? Thế nào? Xoài. À, hay là tao làm cho mày món nộm châu chấu. Nộm với xoài. Ăn không? Ăn không? Ăn được ấy. Anh làm món đấy thì hai em mình đều ăn được. Ôi thôi. Ôi được. Mà để ca gì ứng mày người ạ. Ôi quá yếu đuối. Mình sẽ làm cho Mao Đệ hôm nay món nộm mà. Nộm hay là món nó gọi là gì nhỉ? Nộm đi. Không, tao làm xoài lắc. Lắc á? Cho vào lắc với châu chấu. Ai xà. Nghe tên nó sang chảnh nhá. Đấy. Tao đi gọt xoài đã. Thế đem cho ra nhá. Ui xù. Đây xoài mình đã gọi là thái luôn ra rồi nhá. Như kiểu bì ấy mọi người ạ. Bây giờ sẽ chơi quả châu chấu lắc luôn cho chất chơi. Đáng nhẽ ra châu chấu muốn làm ngon đấy thì đảo khô qua xong rồi chiên giòn xong lại cho ra đảo với xả ớt mắm muối mình chín lên ngủ sụt giòn. Không anh ạ, em nghĩ chắc cũng ngon đấy, tại vì châu chấu hợp chua lắm. Châu chấu thì anh em mình đã chiên giòn rồi nha, rất là giòn rồi. Bây giờ nếu mà cho mắm muối vào nữa thì ngon lắm. Giòn thơm. Bây giờ mày thích kiểu gì, trộn kiểu gì hay tả phế lù luôn nhá. Đưa đây em chế biến nào. Đây hộp vào đây cho em. Rồi nó nói chung là món của nó thì sẽ cho nó tự xử lý đó. Anh bắt cho em 3 quả chanh. 3 quả. 2 quả thôi. Phụ bếp á. Mình sẽ đầu bếp có chính. Có xoài rồi chanh làm chó gì? Cái em nó ngấm cái này. Đâu, nếm luôn. Ngấu à. 1 quả này, 2 quả cả. Thế rồi, 1 quả thôi. Một quả hai. Cho hai mày. Luôn. Mày tùy mày, tao có ăn đâu. Anh không ăn á? Xoài ngon đấy mà anh không ăn. Sợ dị ứng ra rồi. Muối nhá. Đây đây. Nó mới là một ốc. Tao biết ngay mà. Ui. Ui. Không sao cả. Hả? Tại vì có cả xoài mà. Mặn chết cha mày luôn.
ơi. Mà tao chả ăn cái bú mày. Đây, 19 này. Em không ăn 19. Con mày gì à? Ai à, cay chết cha mày luôn. Ăn đây đây nó mày tê. Ai. Ai ơi, đưa cái mâm này. Còn nói chung là nó ăn được, nó ăn chả ăn được cái bố nó. Đây. Lắc là phải lắc này. Én, 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 én. Anh khỏe tay anh lắc của em. Đây. Úi xùi. Thưa Linh Linh ơi, để ở Linh Linh. Món ăn đó, món ăn gọi là lắc cái mọi người. Chả thấy ai cái thể loại món ăn. À, món ăn này giống như kiểu bên Thái Lan đấy nha mọi người nhá. Ơ người. Đấy, xả, xả, xả. Xả. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Quên mất. Ui. Ôi giời, nhìn ngon ấy. Trời, ta chả thấy gì ngon mà ta thấy chỉ nhìn thấy ớt đấy. Anh giống kiểu Thái Lan người ta. Thế thì phải bên tranh mà. Đúng anh... kiểu đúng kiểu tả phế lũ của Thái Lan đấy. Người ta lắc cây tôm tiếc các kiểu không? Ừ. Đây ừ. Cũng là tôm mà. Giờ tiếc đây... cái là hơi tối chứ không là mọi người nhìn cái món này chắc là không nhìn thấy mọi người thấy sẽ đấy đấy. Nào, đây là tôm đó. Tôm bay mà. Đấy, này. Nào để xóc lên đã. Đấy. Tôm bay lắc xoài siêu cay. Tôm bay đúng rồi, món này món tôm bay nhá mọi người nhá. Chấu đồng người ta gọi là tôm bay. Được chưa? Đảo đều lên anh ạ. Ui xa. Chưa đều. Chưa đều á? Lắc đấy, đảo đều lên. Đấy. Đấy, xoài nó chưa dã ra. Đừng nhưng mà nước gia vị là nó ngấm rồi đấy mọi người ạ. Nước chua ấy. Ui xoài. Luôn đây. Chuẩn đây, chuẩn đây. Sóc thêm. Sóc con nữa. Ngấm. Tự dưỡng chén ấy, để đây cho ngấm ra mày thử thử xem nó thế nào rồi. Mình thử miếng xoài ra. Ôi chà. Ui cay ạ. Mình thử mời tất cả các bạn nhé. Mình thử miếng gọi là tôm bay lắc xoài siêu cay đấy, phong cách Thái Lan. Ngon lắm. Thế nào? Ngon không ạ? Ngon. Ngon không? Ngon cù. Nhưng vừa chưa? Cứ để đây cho nó ngấm đã. Đây, ăn từ. Món ăn đặc sắc là phải thật sự đặc sắc. Mày dọn chỗ này đi. Để cho nó ngấm. Từ từ. Để nó trình bày cho mọi người xem. Ui xài. Thấy chưa? Ngon nhờ. Anh ơi, nhìn giống kim chi nhờ. Ui xài. Ui. Giống thế trông nó thế này thôi nhưng mà rất là ngon đấy mọi người ạ. Đỉnh luôn mọi người ạ, đỉnh của chóp ấy. Đấy, đây, cho cái cay này. Món này ngon là đẳng cấp luôn á. Rồi, mọi người thấy nó hấp dẫn không? Mỗi tội là hơi tối thôi. Căn bản là anh em mình vừa đánh chuột xong định là làm tối rồi tí nữa đi thăm chuột luôn cơ. Ai, trời. Ngon à? À, mình sẽ demo cho các bạn xem một quả nhé. Rồi. Ừ. Mình cũng phải làm một phát đấy. À, đây này. Trời ơi, nhìn này. Tuyệt vời quá. Đấy. Quá ok chứ. Châu chấu này, xoài này. Mọi người nhìn thấy nó đỏ ớt không? Đấy. Xoài. Đấy, rồi. Châu okay chấu này. À. Căn bản mình bị dị ứng châu chấu từ nhỏ một lần nên là bị ác cảm với châu chấu. Hôm nay quyết định nhìn thấy nó hấp dẫn quá, không thể đấy. Vượt qua nỗi sợ hãi. Mọi người không nên ăn cay như anh em mình, ăn cay này rất là hại cho sức khỏe đấy. Nhưng mà anh em mình tốt bụng, không sao, bụng dày, dạ anh em mình dày lắm. Mời tất cả mọi người nhá. Giòn vơ. Giòn căng. Đỉnh của chóp không ạ? Mỗi tội hơi cay thôi. Ngon nhỉ? Món này Thái Lan gọn cụ thề luôn, mọi người thử làm thử như thế này mà xem. Quá là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Hết giờ luôn. Nhớ là phải đây nhá.
Nhớ là cho ít ít bột ớt một chút thôi thì nó sẽ vừa khẩu vị nhá. Còn như anh em mình ăn cay quen rồi, không sợ là đấy. Cay nhưng mà ngon mà ạ. Tôi chơi được rồi. Quyết tâm hôm nay dị ứng cũng... Thôi tí về phải mua liều thuốc dị ứng. Nhưng mà ngon đấy nhỉ. Không biết mọi người có nhìn rõ không? Mày chạy ra lấy cái điện thoại anh cho mọi người xem. Ok. Chuẩn. Chuẩn bài của cái món châu chấu này nha. Đó, lấy đen điện thoại đây. Đúng không? Sẽ, mọi người chờ tí nhá, cho mọi người xem rõ ràng. Tại vì bây giờ nó hơi tối một chút nên là sẽ khó nhìn. Nhưng mà sẽ dúi đèn điện thoại vào. Nào. Đây. Chụp. Đây. Đây. Quay một vòng. Wow. Thấy chưa? Thấy độ bóng nhạy của nó chưa? Đấy, đấy, này. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy sao? Đấy, đấy, đưa tao cầm đèn cho mày cầm ngược sáng rồi. Đấy. Ừ. Đấy. Còn thế. Ok không? Này, tao mày demo cho mọi người một miếng thật là cẩn thận xem nào. Đây. Đây, nào. Đấy, demo một miếng cẩn thận nhá. Đấy. Ây da, ây da, 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 da. Thôi được. Anh em mình vừa ăn vừa dùng đèn vậy. Mọi người thông cảm chút nhá. Vì anh em mình ra đồng hôm nay hơi muộn do đánh chuột. Vẫn thèm chuột. Đến một chuột này hôm nay mình cũng phải đánh chuột. Tại vì sáng năm, tâm lời sáng năm mới lại được ăn chuột mọi người ạ. Này. Ăn thế này mới đã này mọi người ạ. Này. À, nhìn đã. Ừ. À. Thấy gì chưa? Ngon. Ừ. Mình hơi có ác cảm với tấu hôm nay. Thật sự là mình yêu luôn nó rồi. Ừ. Ngon. Ngon. Ừ. Giòn, béo không? Ngon lắm mọi người. Cay đẹp ngọt. Đây một con lon bia mà hãm cay nữa thì trời ơi. Chua cay ngon. Nó có vị giòn của châu chấu nè. Châu chấu thì ăn mình cảm thấy là nó ngon ở cái độ giòn là thôi. Giòn nó bùi bùi chứ. Nó béo bùi bùi. Đấy. Xoài chua này, ớt cay này. Sả có mùi thơm của sả nữa này. Cá ớt tươi này. Ủa đúng đấy. Làm phát dính miếng ớt tươi sao ấy. Ai da. Chất. Ăn nó ngậy. Ăn nó tan xong nó béo trong mồm mọi người ạ. Ăn đúng như kiểu Thái Lan nhé mọi người nhé. Thái Lan người ta hay làm nộm những kiểu tôm này rồi và nộm này gỏi với cái gì nhỉ? Tôm hay là cái gì nhỉ? Bọ cạp đúng không? Tôm này bọ cạp nè. Ừ. Đấy. Rất là ngon mọi người ạ. Mình nhìn thấy ở trên tivi cũng thấy nó hấp dẫn lắm. Cũng kiểu cay xè nha anh em mình này. Nhưng mà thèm lắm. Bây giờ mới có cơ hội để ăn thử cái món gọi là Món đây là tôm bay châu chấu đấy. Ngày trước không dám ăn đâu. Ngon hả? Anh muốn nhận này châu chấu ngon không? Mày phải làm một phát đó. Một bốc này. Mấy đấy. Châu chấu đồng quá ngon à. Đấy. Ăn thì nó mới kia, nó phá mồm ạ. À. Ừ.